mà nó cũng là một cái chỉ hiện tượng sự vật. Thí dụ như hiện ở trên bàn này, chúng ta thấy những cái món đồ, đây là cái tách, đây là cái dĩa, đây là cái bình hoa, vân vân. Cái tách, cái dĩa, cái bình hoa, rồi kể cái nhà, cái chùa, cái đủ thứ hết. Thì cái đó là nói cái gì? Thiệt ra chữ cái đó là để chỉ cho một sự vật có hình, có tướng, phải không? À, cái gì mà có hình, có tướng thì gọi nó là cái này, cái nọ, cái kia. Thành nó chữ pháp là đứng về cái nghĩa hẹp của nó là chỉ cho những sự vật có hình, có tướng. Thì cái đó gọi là pháp. À, như vậy thì còn đứng về cái nghĩa rộng của nó thì pháp là như nó là pháp giới tánh hay là pháp tánh vân vân, chỉ cho một cái trùm hết, không còn vật nào ở ngoài nó. Nhưng ở đây thì muốn chỉ một cái vật riêng, thí dụ như cái nhà, cái chùa, cái cổng vân vân, những cái đó là chỉ cho mỗi sự vật tình riêng, mỗi cái riêng biệt. Như vậy thì mỗi cái riêng biệt ở thế gian này đó là một pháp. À, mỗi cái riêng gọi là mỗi pháp, mỗi vật hay mỗi sự vật. Như vậy thì chữ pháp là để cho chỉ cho sự vật riêng biệt. Bây giờ cái pháp bổn là cái mà gốc tất cả đó. Nó như là không có vậy, nó không phải là cái gì hết. Phi hữu diệt phi vô, nó không phải có mà nó cũng không phải không. Mấy cái từ này nói nghe thật là khó hiểu. Không phải có tức là sao? Tức là nó không phải là cái có hình tướng thực sự có để chúng ta thấy, để chúng ta sờ mó được, mà nó cũng không phải là không, nó không phải là không ngơ. À, nếu nhược nhân tri tử pháp, nếu người biết được cái pháp này, chúng sanh cùng Phật đồng, thì mình là chúng sanh. Nếu mình biết được pháp này thì mình đồng với chư Phật, không có khác. Đó, cái đó là cái đặc biệt. Như vậy thì cái pháp này nó là cái gì mà lại quan trọng như vậy? Thì nếu mà chúng ta nhớ, các vị tổ hồi xưa cũng hay nói đến cái pháp này, như cái bài kệ đầu tiên Đức Phật Thích Ca truyền pháp cho Ngài Ca Diếp. Thì Ngài có nói bài kệ: pháp bổn pháp vô pháp, vô pháp pháp diệt pháp, kim phó vô pháp thời, pháp pháp hà tằng pháp. Thì như vậy pháp bổn là cái pháp gốc đó, là pháp mà không phải pháp, không phải pháp, pháp cũng pháp. Đó không phải là một cái gì, mà cái đó nó cũng là một cái. Kim phó vô pháp thời, nay trao cho cái, khi trao cho cái không phải pháp đó, pháp pháp hà tằng pháp, thì mỗi pháp đâu từng là pháp. Thì cái bài kệ này quý vị thấy ảnh hưởng tới bài kệ của Ngài Huệ Sinh rất lớn. Vì Ngài Huệ Sinh lấy cái chữ pháp bổn ở đây, thì trong kia thì Phật nói là pháp bổn, pháp vô pháp. Thì này nó, Ngài nói pháp bổn như vô pháp. Như vậy thì cái pháp gốc đó, cái pháp đó nó không phải pháp. Thì ở đây thì nói pháp gốc đó như không pháp, thì câu đó rất là giống. Rồi ở
Trên kia Phật nói hô pháp, pháp, diệt pháp, cái không phải pháp mà pháp đó cũng là pháp. Để đây là nói phi hữu, diệt phi vô, nghĩa là cái pháp đó nó không phải có mà cũng không phải không. Thì cái ý bài kệ đó nó trùng hợp, nó không có khác. Nhưng mà chỉ khác kiên phó vô pháp thời, tức là nay trao cho cái pháp này. Thì ở đây là nói nhược nhân tri thứ pháp, nếu ai mà biết pháp này, chúng sanh giữ bậc đầu. Còn kia thì pháp pháp hà thành pháp, tức là mỗi pháp đâu từng là pháp. Thì như vậy chỉ khác có hai cái câu chót, hai câu đầu thì cái ý không có hai. Thì như vậy để thấy rằng ngài nói cái bài kệ này trước hết là để chỉ cái pháp gốc, tức là muôn sự muôn vật ở trên thế gian này nó có hình có tướng mà chúng ta phân biệt giảm đặt cái này khác cái kia khác cái nọ vân vân. Thì những cái mà chúng ta có thấy có xúc chạm được và để phân biệt giảm đặt được đó, thì những cái đó đều gọi là một pháp. Và những cái pháp đó nó chỉ là cái pháp cành lá chứ chưa phải là cái pháp gốc. Cái pháp gốc để sanh lên những cái pháp cành lá đó là cái pháp gì? Cái pháp gốc đó nó lại lạ lùng, một pháp mà nó không phải là một pháp. Tại sao vậy? Bây giờ tôi nói cái thí dụ cho tất cả quý vị tạm hiểu. Ví dụ như hiện giờ chúng ta thấy ở trong cái thang vấn đường này có treo tranh, rồi có treo màn, rồi có cửa. Mỗi cái tranh là một pháp, màn là một pháp, cửa là một pháp, rồi cho tới người vân vân ở trong cái nhà này. Mỗi cái đều là có hình, có tướng, mình giảm đặt được hết. Cái tranh nó khác với cái màn sao, cái màn nó khác với cái cửa sao, rồi người khác với người sao, mình giảm đặt được. Như vậy thì các cái pháp có ở giữa này, mắt mình thấy, tai mình sờ được. Nhưng mà có một cái ở trong chỗ này, mắt không tái thấy, tai không sờ được, mà không phải không, là cái gì? Quý chị biết không? Tức là cái không khí trong nhà này. Không khí trong nhà này để cho mình thở. Thì cái không khí trong nhà này, mình nói nó có hay không? Nếu mà có như cái tấm tranh, có như cái cửa cái, thì không phải. Phải không? Nó không như tấm tranh, nhưng không như cái cửa cái, không như tất cả sự vật trong nhà. Tất cả sự vật trong nhà đó nó có hình, có tướng, mình thấy, mình sờ mó được. Còn cái không khí trong đây mình thấy không? Không. Mình sờ mó được không? Không. Nhưng mà đối với sự sống hiện giờ của mình, tấm tranh, cái màn, rồi tất cả sự vật trong này có thiếu yếu bằng không khí mình thở không? Cái nào thiếu yếu hơn? Không khí là thiếu yếu hơn. Như vậy thì không khí nó có mà nó không phải như các cái có khác, phải không? Nếu mà mình nói rằng trong này có không khí sao tôi không thấy, trong này có không khí sao tôi sờ mó không được, thì mình phải nói sao? Nếu đòi thấy là sờ mó được thì không khí như không có, phải không? Tuy nó như không có mà nó có để người ta thở, để người ta sống, thì như vậy như không có mà có mà không có, đó là những từ ngữ hết sức là khó. Cái có như không có, không có mà có, cái đó lại là cái hết sức thiết yếu cho con người, cho muôn vật mà người ta không thấy. Bởi vì quan niệm con người quen cái gì thấy
cái gì sờ mó được mới gọi cái đó là có, không thấy không sờ mó được gọi nó là không, thì cái quan niệm đó là đã lỗi thời rồi. Bây giờ có những cái không thấy không sờ mó được mà vẫn có, dễ là và gần đến hết, đó là không khí mình đang thở. Như vậy thì không khí chúng ta nói có như sự vật được không? Không được. Mà nói không ngơ được không? Cũng không được. Cho nên ở đây nói cái pháp bổn đó, tức là cái tâm thể hằng giác của con người đó, nó là cái gốc của muôn pháp. Mà cái đó nó không có hình, không có tướng, không mắt không thấy, tai không sờ mó được, nhưng mà nó vẫn hiện hữu giống như không khí hiện giờ, không hình không tướng nhưng mà nó là hiện hữu. Bởi vậy cho nên nó như không phải pháp mà nó là pháp. Tại sao? Bởi vì thiếu nó không thể được. Cho nên cái pháp gốc là chỉ cho cái tâm thể hằng giác của chúng ta, nó là cái gốc của tất cả muôn sự muôn vật sẵn có ở nơi mình mà mình không biết nữa, cho nên gọi đó là cái pháp gốc. Như không phải pháp vậy, tức là như không phải có vậy. Không có, không phải có mà cũng không phải không, tại vì nó là cái sự thiết yếu vô cùng đối với sự sống của mình. Cho nên không phải nó là không được, nhưng mà đứng về mặt hình thức thì thấy như không phải có. Bởi vậy cho nên ai, nếu người nào mà biết được cái pháp này, cái pháp gốc này ấy, thì người đó họ là chúng sinh mà họ sẽ đồng với chư Phật. Vì chư Phật ngộ được cái pháp đó mà thành Phật. Còn mình bây giờ là chúng sinh, mình nhận được pháp đó thì mình cũng là giống như Phật chứ không có ai. Đó. Như vậy thì bốn câu này để diễn tả cái pháp chân thật sẵn có mà tất cả chúng ta mắt không thấy, tai sờ mó không được, cho nên nó là cái pháp gốc mà như không phải pháp, mà tuy không phải pháp mà nó hằng có, cho nên gọi là pháp. Chính cái chỗ này nếu mà chúng ta nhìn lại Lục Tổ thì trong cái bài kệ ngài nói câu gì đó, bản lai vô nhất Phật, phải không? Bản lai tức là xưa nay không phải một Phật. Vì ngài đã thấy cái pháp bổn này, cái pháp gốc này, cái pháp này nó không phải tất cả sự vật bên ngoài, không phải tất cả cái hình tướng. Bởi vậy cho nên nó có mà nó không có nhiễm ô, phải không? Cho nên hà xứ nhá trần ai, nghĩa là cái thể đó nó xưa nay không có hình, không có tướng, cho nên nó không phải tất cả sự vật. Mà ai nhận được cái đó thì cái đó là người giác ngộ được cái tánh giác của mình. Như vậy thì cái tánh giác á không có bị bụi bặm trần tục nó dính mắt nữa. Như vậy thì cái chỗ này ngộ được bản tánh là cái chỗ nhận ra được cái pháp bổn này giống gì đã hết. Mà pháp bổn này gọi là xưa nay không một vật, cho nên nó không phải tất cả pháp mà là pháp. Rồi cho tới sau này người đệ tử mà rất là quan trọng sự truyền thừa mãi mãi cho tới ngày nay đó là cái ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng. Thì khi tới ngày Nam Nhạc Hoài Nhượng, khi tới với Lục Tổ thì Lục Tổ liền hỏi câu, ông từ đâu đến? Thì ngài nói ở đâu? Con ở Tung Sơn đến. Ông đến, ông mang vật gì đến? Ông đến, ông mang vật gì đến? Thì cái câu hỏi đó đúng tại tâm sử nói 8 năm trời rồi mới ngài mới trả lời được. Nó mang vật gì đến? Không biết nói làm sao hết. Thì ngài phải vào trước ở 8 năm thì ngài ngộ được, ngài lên cái bạch nói một vật tức chẳng trúng. Nếu cái đó, cái mà con mang theo đây nói là một vật là không trúng, ngay đó Lục Tổ liền ấn chứng liền. Như vậy thì cái thấy của ngài là thấy cái xưa nay không một vật. Thì người đệ tử nói khác hơn,
nó nói một vật tức là không trúng. Đó. Thì tức là xưa nay không một vật chứ gì, phải không? Đó. Thì như vậy thì đó là thầm nói cái pháp bổn này, cái pháp gốc này, nó không phải là một vật, mà nó không phải là không. Cho nên lục tổ thì hỏi, nó không phải một vật, nó một vật tức không trúng. Thì nói như vậy thì tức là không phải một vật nào hết. Thì ngài nói thêm, có tu chứng không? Thì trả lời, tu chứng thì chẳng phải không, mà nhiễm ô không thể được. Rồi, vì nó có hình thức đâu mà nhiễm ô, nhưng mà mình khéo tu thì mình nhận ra được, đó là tu chứng, có tu chứng mà không có nhiễm ô. Thì ngay đó mới thực là cái người ngộ đạo. Thì quý vị hiểu được mấy cái này thì mới nắm vững được cái ý của nhà thiền. Chứ không hiểu cái này thì thấy nó rất là rắc rối. Thì như vậy, đúng cái câu, nếu người biết pháp này, chúng sanh cùng Phật đồng. À, nếu mình ngộ được cái pháp bản lai vô chấp vật đó, thì đó là tổ, phải không? Thì có cái tánh giác đồng với Phật không có khác. Thì như vậy, bốn câu này để nói rõ cái ý nghĩa Phật là cái người giác ngộ được cái bản tánh bất sanh bất diệt, mà không có hình không có tướng. Đó. Cho nên ai cũng có cái tánh đó, mà người nào giác ngộ được thì đó đồng với Phật, còn chưa giác ngộ được thì chưa đồng với Phật. Như vậy thì đó là diễn dịch cái ý trên của bài kệ của Đức Phật. Và đây qua một cái vế thứ hai, ngài liền nói tịch tịch lăng già nguyệt, không không độ hải chu, tri không không giác hữu, tam muội nhậm thông châu. Thì chúng tôi dịch: trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không, biết không không giác có, chánh định thẳng thông dông. À, như vậy hai câu trên, bốn câu trên là để nói lên rằng chúng ta có một cái là chủ thể của muôn sự muôn vật, gọi cái tên là pháp gốc. Cái chủ đó nó không phải là muôn sự muôn vật, bởi vì nó không phải là hình tướng, nó không phải có mà cũng không phải không. Nếu người nào biết được cái đó thì mình với Phật đồng rồi. Đó là diễn tả mình có một cái chân thật trùng khắp đầy đủ. Nếu mình nhận được thì mình đồng với Phật. Nhưng mà làm sao nhận, làm sao để mà tiến tu trong cái việc hành trì đó? Thì đây ngài cho bốn câu sau: trăng lăng già vắng lặng, thuyền bát nhã rỗng không. Người nào mà muốn nhận ra được cái pháp gốc đó thì phải khéo tu. Tu bằng cách nào? Như mặt trăng trên núi lăng già, nó sáng bằng bạc mà vẫn bất động lặng yên. Thì nói đây thì bởi vì dẫn cái ý nghĩa trong kinh Lăng Già. Trong kinh Lăng Già là Đức Phật thuyết pháp nói quyển kinh Lăng Già ở trên ngọn núi Lăng Già, mà ngọn núi Lăng Già nó ở giữa biển. Cho nên nói rằng khi mà Phật ra lên trên núi đó Phật thuyết pháp, thì những vị Bồ Tát, những vị A-la-hán có thần thông nó lên đó được, thì nghe ngài giảng kinh Lăng Già. Như vậy trên núi Lăng Già có mặt trăng sáng rỡ, hề sáng bằng bạch, mà sáng trong cái lặng lẽ. Như vậy chúng ta thấy hai cái hình ảnh, một ngọn núi, một ánh trăng, phải không? Một ngọn núi lặng lẽ bất động, một ánh trăng sáng mà cũng bất động. À, một ngọn núi, một ánh trăng, hai cái đều là bất động. Bất động mà có núi có trăng không? Tuy không động mà trăng vẫn sáng, tuy không động mà núi vẫn hiện tiền. Như vậy thì để nói lên rằng
cái người tu muốn đến được cái pháp bổn này, cái pháp gốc này á, thì trước hết phải đủ hai mặt là định và huệ. Định là dụ cho ngọn núi, huệ là dụ cho ánh trăng, phải không? Định là ngọn núi, huệ là ánh trăng. Ngọn núi gió cũng không có lay được ngọn núi, thì như vậy ngọn núi chỉ cho cái an định, mà ánh trăng sáng bằng bạc là chỉ cho trí huệ. Phải có cái trí huệ lặng lẽ sáng soi, mà trí huệ lặng lẽ sáng soi là từ cái định mà được à, cho nên mới dùng hai cái hình ảnh ngọn núi lăng già và mặt trăng chiếu ở trên ngọn núi. Rồi tới câu thứ ba, không không độ hải chu à, chữ không không độ hải chu này thì chúng tôi dịch là thiền bát nhã rỗng không à, hải là biển, chu là con thuyền, độ là qua, không không, con thuyền không không qua biển, thì tôi dịch là thuyền bát nhã, không không đó chỉ cho bát nhã, rỗng không. Nhưng mà dịch như vậy, quý vị khó hiểu, nói thuyền bát nhã rỗng không, thì bây giờ thế gian, người ta hay bắt chước ta làm thuyền bát nhã đó. Thuyền bát nhã thì sao? Thuyền bát nhã ở dưới nó không có đáy, nó có trùng lên vậy, có những cái phần trên mà không có đáy, thành nó đó là thuyền bát nhã, vì rỗng, rỗng ở dưới thích. Nhưng mà thuyền bát nhã như vậy trúng chưa? Nghe nếu không đáy thì mà đẩy xuống sông, xuống biển thì sao? Chìm tốt chứ qua biển đâu có được. Đó, đây nó thuyền bát nhã rỗng không là để nói lên rằng chữ không không là hai cái không. Hai cái không là gì không? Nhân không và pháp không. Ngã không và pháp không. Người nào dùng trí tuệ bát nhã chiếu soi thấy ngã không và pháp không rồi đó, thì người đó sẽ đi tới đâu? Sẽ cởi con thuyền mà qua biển. Ai mà phá được cái ngã không và cái pháp không rồi thì người đó là cái người qua được cái biển trầm luân sinh tử. Ta nói là thuyền bát nhã rỗng không. Như vậy thì tu là chúng ta phải thấy rõ năm uẩn này không thiệt, chiếu kiến của uẩn hay không đó, đó là phá cái ngã để thấy cái ngã này không có thực thể, đó là ngã không. Rồi thấy tất cả pháp duyên hợp cũng không có tự tánh, là cũng rỗng không nữa. Như vậy thì ngã pháp đều không, thì người đó qua được cái biển tầm luân sinh tử. Mà cái biển tầm luân sinh tử qua bằng cái gì? Bằng trí tuệ bát nhã, thấy ngã pháp không à. Như vậy thì ngài chỉ chúng ta cái tu. Bây giờ trước hết phải có định và huệ. Nhưng mà giờ định huệ làm sao có? Là phải phá cái chấp ngã và cái chấp pháp, phải không? Chấp ngã, chấp pháp mình phá được rồi thì đó là mình vượt qua biển sinh tử. Cho nên mình bây giờ tu, nhiều khi quý vị tu mà cái ngã không có phá tí nợ trên, nhiều khi tu lâu cái ngã nó còn đậm hơn nữa. Nói đậm thì nghe hơi khó hiểu, chứ to hơn cho dễ hiểu, phải không? Càng tu cái ngã càng to. Hồi mới vào chùa họ xây di giới rồi thì khác hơn lúc mình còn để tóc, phải không? Lúc để tóc đó, thì quý thầy sai cái gì chạy thì mình là không có hình, không có buồn hết. Nhưng mà cạo tóc họ sai gì rồi cái, mà nếu mà quý thầy sai cái gì mà thấy nó không được xứng với cái sở thích của mình thì buồn. Người ta sai với người xuất gia làm chuyện đó không đáng à. Rồi sai gì thì thấy nó hơi tăng một chút rồi, cái thọ tỳ kheo nữa cái thì sao? Nếu bảo cái gì làm mà nói chú đi quét mấy cái sàn nước
đại mấy cơm nguội còn dư đến xà nước. Nên cái đó là cái mấy người không quả là tùy kheo bắt đi làm cái đó, phải không? Mấy tùy kheo bắt đi làm cái đó thì sao? Thì cái ngã tùy kheo cho ta chưa? Rồi đó là mình nói cái công tác, là nói tin xưng về. Nếu mà hồi mình còn tóc á, thì kêu binh, kêu chú gì cũng được hết. Mà mình cạo tóc thì thọ sa di rồi, là kêu binh, kêu chú thì không bằng lòng. Kêu đại đức. Đại đức thì chịu, phải không? Kêu đại đức chứ kêu binh, kêu chú không muốn.